Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 8 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Xuân Phúc bị bệnh nặng. Người dân từng ví von ông Nguyễn Xuân Phúc như là một thủ tướng đầu tàu, bởi vì khi làm thủ tướng, khi đến địa phương nào, ông cũng ví von kinh tế của địa phương đó là đầu tàu cho nền kinh tế cả nước. Đấy là một hiện tượng buồn cười, bởi không có đoàn tàu nào mà có cả hàng chục đầu tàu thì không biết đoàn tàu đó sẽ đi về đâu tới đâu. Việc nổ vô tội vạ ấy nó cho thấy đầu óc ông cựu thủ tướng thiếu tính logic trầm trọng, hoặc ở một góc độ khác cho thấy ông Nguyễn Xuân Phúc thiếu kiến thức và không cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Là một thủ tướng đã nắm trong tay nền kinh tế của đất nước, chỉ cần một sai lầm là đưa đất nước đến sự khốn đốn. Ấy vậy mà ông thủ tướng của việc một đất nước hàng trăm triệu dân lại hết sức nực cười đến như vậy. Đấy là hình ảnh ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Là một người đứng đầu chính phủ rất quan trọng, ông là linh hồn của chính phủ, nắm quyền sinh quyền sát cả nền kinh tế quốc gia. Mọi lời nói của ông đều cần phải rõ ràng, minh bạch, dễ hiểu và quan trọng nhất là phải có sức hấp dẫn. Công tác chỉ đạo có hiệu quả hay không khi mà người thi hành hiểu được việc họ phải làm và quan trọng là việc họ làm mang lại hiệu quả. Chính vì vậy, chính phủ rất cần một thủ tướng có tầm nhìn và biết truyền đạt để mọi người trở nên suôn sẻ trong công việc. Chính vì cách ăn nói bất nhất, kém tư duy, thiếu logic nhưng lại rất thích khoe khoang mà thành ra người ta gọi ông cựu thủ tướng là Phúc nổ. Đất nước Việt Nam không có bầu cử đích thực, vì vậy những ông thủ tướng lên nắm quyền ở chính phủ được như thế nào thì người dân đành phải chấp nhận như thế, chứ không thể nào lựa chọn hay thay đổi cho được. Trước đây, ông Nguyễn Tấn Dũng được xem là ông thủ tướng phá nhất lịch sử. Còn 5 năm vừa qua thì ông Nguyễn Xuân Phúc được mệnh danh là ông thủ tướng nổ nhất lịch sử. Không biết đến bao giờ đất nước Việt Nam mới có được một ông thủ tướng có năng lực đúng ý của người dân. Và dường như nổ chính là căn bệnh của ông cựu thủ tướng này. Khi trong tay có quyền lực thì cơ hội thể hiện cũng dễ dàng. Vì vậy, ít khi nào ông thủ tướng bị mang tiếng là nổ. Một khi bị người dân đặt cho mác Phúc nổ thì điều đó cũng có nghĩa là dù có quyền lực trong tay, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng không thể thực hiện được những lời nói mà ông đã nói trước công chúng. Như vậy thì chính căn bệnh nổ cũng phần nào nói lên sự bất tài của ông cựu thủ tướng này. Mà bất tài thì loại khỏi ghế là hết sức hợp lý. Hay nói đúng hơn, bệnh nổ đã có phần tạo nên việc ông cựu thủ tướng mất quyền lực. Hiện nay, ông Nguyễn Xuân Phúc là tân chủ tịch nước. Thực tế thì ông đã mất quyền lực và cũng chẳng còn vai trò gì với nền kinh tế của đất nước. Khi có quyền lực trong tay thì ông Phúc có nổ đi chăng nữa thì người ta cũng đợi xem ông có làm được hay không. Nếu làm được thì đó là nói hay làm giỏi, còn nếu làm không được thì đó là nổ. Chỉ đơn giản có vậy. Đây là hình ảnh xem ra căn bệnh nổ là bệnh mãn tính của ông Nguyễn Xuân Phúc. Thật sự khi con người không còn quyền lực thì không thể nào ông Nguyễn Xuân Phúc thực hiện được lời nói. Vì vậy, khi làm chủ tịch nước mà nói lời nói đao to búa lớn thì có thể nói nổ đã thành căn bệnh mãn tính của ông cựu thủ tướng này. Được biết vào ngày 5 tháng 4 năm 2021, khi mới nhậm chức chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc đã nổ một tiếng bom đầu tiên. Đó là ông ta nói rằng con tàu Việt Nam sẽ vượt qua mọi sóng to gió cả. Thực sự, khi quyền điều hành đất nước không còn trong tay mà thốt lên lời nói như vậy thì chỉ là nổ. Được biết sáng ngày 5 tháng 4, với 468 phiếu tán thành tới 100% số đại biểu quốc hội tham gia bỏ phiếu, và Quốc hội Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn xong vở kịch bầu ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức chủ tịch nước. Trước đó vào ngày 2 tháng 4, Quốc hội của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng, miễn nhiệm chức vụ thủ tướng đối với ông Nguyễn Xuân Phúc và giới thiệu ông để bầu giữ chức chủ tịch nước. Cũng giống như nhiều vở kịch diễn trước đó, lần này Quốc hội đã bầu cho một ứng cử viên duy nhất, cho một chiếc ghế chủ tịch nước duy nhất. Trong bài phát biểu nhậm chức, ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trong toàn bộ nhiệm kỳ vừa qua, con tàu Việt Nam đã vượt qua được một hải trình dồn dập đầy bão tố. Và câu hỏi đặt ra là với một vị trí chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ làm gì? Thông thường, ông Nguyễn Xuân Phúc với vai trò chủ tịch nước chỉ phát biểu trong các nghi thức ngoại giao. Tuy nhiên, với tiền sử bệnh nổ,
Rất có thể hiện nay ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ chuyển vai anh hề từ trong nước thành anh hề quốc tế dưới con mắt bạn bè khắp nơi trên thế giới. Điều nổi bật nhất của ông Nguyễn Xuân Phúc là khi làm thủ tướng đã chẳng có thành tích gì. Ông chỉ ít tai tiếng hơn người tiền nhiệm thì nhiêu đó thôi, có được người ta đánh giá là đạt vì không nguy hại đến nền kinh tế. Được biết, mọi phát biểu của ông Phúc đều được thư ký soạn sẵn. Không biết trong bài phát biểu của ông Phúc thường hay dùng cách nói ví von để đưa vào phát biểu. Tuy nhiên, cách nói ví von của ông Nguyễn Xuân Phúc không những không hay mà nó còn trở nên kịch cỡm. Và vì sao lại như vậy? Vì những ví von ấy không có tính logic nếu xét qua nhiều bài phát biểu khác nhau. Điều quan trọng nhất mà người dân cần ở người thủ tướng là tính hiệu quả thì rõ ràng ông Nguyễn Xuân Phúc không đáp ứng được. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhận chức Chủ tịch nước vào ngày 5 tháng 4. Lần này làm Chủ tịch nước cho thấy ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn không chỉnh sửa lại cách nói cho hợp lý mà vẫn bệnh cũ tái phát. Khi nói chuyện trước bạn bè quốc tế và trước cộng đồng kiều bào ở nước ngoài mà vẫn mang bệnh nổ thì rất mất mặt cho một vị nguyên thủ quốc gia. Được biết, cũng trong ngày 5 tháng 4, với cương vị Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì và trình danh sách đề cử Quốc hội bầu ông Phạm Minh Chính làm Thủ tướng Chính phủ. Phải đọc lời đề cử người đã cướp chiếc ngôi của mình vào vị trí quyền lực mà mình đã bị kẻ đó cướp, có lẽ ông Nguyễn Xuân Phúc thấy chua chát nhất. Một nhiệm kỳ làm Thủ tướng chỉ biết nổ đã phải mất ghế, trước đối thủ không biết ông Phúc có nhận ra bệnh nổ không những không giúp được gì cho ông mà khiến ông bị mất điểm. Và xem ra ông Nguyễn Xuân Phúc có thể bỏ được chiếc ghế thủ tướng chứ không thể bỏ căn bệnh nổ. Như vậy thì có thể ông sẽ tiếp tục làm diễn viên hài trên cương vị mới, cương vị Chủ tịch nước. Và phải chăng câu hỏi đặt ra tiếp, ông Nguyễn Xuân Phúc chính là phiên bản của ông Nguyễn Minh Chiết 2.0? Trong bài phát biểu nhậm chức vẫn cách nói ví von quen thuộc, ông Nguyễn Xuân Phúc nói rằng trên chuyến hải trình sắp tới, con tàu Việt Nam sẽ còn gặp phải những con sóng dữ và nhiều ngọn gió lớn. Đó là khi có cả những thời cơ và thách thức đan xen. Tôi luôn tin rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng và với bản lĩnh trí tuệ của người Việt Nam, với sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết dân tộc, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, đất nước nhất định sẽ vượt qua mọi sóng to gió cả để đến bến bờ bình an và hạnh phúc, thực hiện thắng lợi mục tiêu và đại hội lần thứ 13 của Đảng đã vạch ra. Vâng, dưới sự lãnh đạo của Đảng thì giáo dục có thể nói là nát không thể nát hơn. Học sinh thì đâm chém nhau, nhà trường thì cho dân phòng bắt học sinh tra tấn dã man ngay tại phòng giám thị, vân vân. Về y tế thì vẫn không dồn ngân sách để hỗ trợ y tế cho dân, mà dùng tiền ấy để xây tượng đài 1.000 tỷ, xây lăng tẩm 100 tỷ, xây nhà thờ tổng họ hàng chục thậm chí hàng 100 tỷ. Có thể nói trách nhiệm của Đảng đối với người dân gần như rất ít. Đã một nhiệm kỳ, ông Nguyễn Xuân Phúc đã phải đóng vai người nắm lấy trên nền kinh tế quốc dân, không phải là người được dân lựa chọn, đã biến tướng từ anh thủ tướng thành là anh hề. Tuy biết thế, nhưng người dân vẫn không làm gì được. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Minh Chiết và Nguyễn Xuân Phúc. Trước đây, đất nước Việt Nam cũng có một ông chủ tịch nước bị biến tướng thành anh hề trên vũ đài chính trị. Đó là ông Nguyễn Minh Chiết ở nhiệm kỳ 2006-2011. Có lẽ lần này, ông Nguyễn Xuân Phúc lại đóng vai trò như ông Nguyễn Minh Chiết trước đây. Cũng là con người hay nói ví von, nhưng những sự ví von đó chỉ làm cho thế giới chê cười và người ta dần dần ngán ngẩm. Ông Chiết đã từng nói những câu như sau. Để chứng minh rằng ông nói rằng ông phân hóa nội bộ nước Mỹ, rồi ông ví von Việt Nam và Cuba được ví như một anh ở trời Đông và một anh ở trời Tây. Khi Việt Nam thức thì Cuba ngủ, khi Cuba thức thì Việt Nam ngủ. Việt Nam và Cuba thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Hay thánh gióng bay về trời vui thú điển viên vân vân. Có lẽ ông Nguyễn Xuân Phúc chính là một phiên bản Nguyễn Minh Chiết 2.0. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, thứ năm ngày 8 tháng 4 năm 2021 với bản tin Nguyễn Xuân Phúc bị bệnh nặng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d.